MI6 chỉ định một trong những đặc vụ giỏi nhất của mình, James Bond, để điều tra tên bạo chúa và mối liên hệ của hắn với các vụ giết người. Kananga trồng một lượng lớn thuốc phiện trên cánh đồng anh túc của Salmoni Quest dưới sự bảo vệ của những tấm lưới ngụy trang lớn và Bajon Samedi thần bí. Khi làm như vậy, anh ta tin rằng anh ta sẽ tăng gấp đôi số lượng người nghiện mà anh ta sẽ có thể khai thác với sự độc quyền mới tìm thấy của mình. Hắn đã được cảnh báo về sự xuất hiện và ý định của Bond bởi Solita. Cô là một nhà tâm linh, bằng cách sử dụng những lá bài ta rốt phục vụ riêng cho Kananga. Tài năng của Solita là được thừa hưởng từ mẹ. Em gửi Bond đến New York, nơi điệp viên đầu tiên đang bị giết để điều tra. Ngay khi Bond vừa đặt chân đến, trên đường đến gặp thằng bạn Felix của CIA, người lái xe đã bị một trong những sát thủ của Kananga bắn chết. Bond may mắn thoát chết trong vụ tai nạn ô tô. Sau đó, anh liên lạc với Felix để thông báo tình hình. Bond vô tình đi đến một cửa hàng quà lưu niệm và phát hiện ra chiếc xe của hung thủ. Khi Bond bắt đầu cuộc điều tra của mình, Solita cùng với Tehi và những tay sai khác đi cùng Kananga rời khỏi tòa nhà đại sứ quán. Họ biết đang bị Bond theo dõi, cố tình dàn xếp cho sát thủ đưa anh đến một trong chuỗi nhà hàng của tên trùm. Đến Haaland, Bond nhìn thấy xe của Kananga trước nhà hàng và bước vào. Bond tìm cho mình một vị trí sát tường để tiện quan sát. Ở đó, ba tay sai có vũ trang đang sẵn sàng đe dọa Bond ngoan ngoãn chờ đợi sự chăm sóc của ông lớn. Cuộc gặp gỡ khá ngắn khi cây súng của anh bị ông lớn bẻ gãy. Bond tò mò đến bên Solita tranh thủ coi bói một quẻ về tương lai của anh. Và cô trả lời rằng anh sẽ không thành công với mục tiêu của mình. Khi được hướng dẫn lấy một lá bài, anh ta đã nhặt được thẻ tình nhân. Ông lớn yêu cầu tay sai của mình giết Bond sau khi anh ra khỏi nhà hàng. Nhưng Bond đã chế ngự được chúng và trốn thoát với sự giúp đỡ của đặc vụ CIA, Felix. Bond đi kiểm tra xung quanh căn phòng và phát hiện ra cô gái đang ẩn mình sau cánh cửa cùng một cây súng. Cô ấy tự giới thiệu là nhân viên CIA địa phương. Nhưng thực chất cô lại là sát thủ của Kananga phái đến. Cố tỏ ra mình là một người phụ nữ yếu đuối, cô ta ngã vào vòng tay của Bond một cách trơ trẽn. Sau đó, Bond quay về và đưa Josie ra bến cảng. Họ gặp gỡ đồng minh qua rồi. Cả ba cùng nhau lên tàu rời khỏi đất liền để tìm đến nơi mà đồng nghiệp của họ bị giết chết. Cô ấy đã dụ Bond vào một cái bẫy để chuẩn bị ban cho Bond cái chết đầy đau đớn. Khi cả hai vừa tận hưởng khoái lạc với nhau, Bond quyết định lấy lá bài mang ý nghĩa người phụ nữ độc ác, nguy hiểm để lật ra bộ mặt thật của cô ta. Josie cố gắng trốn thoát nhưng bị Kananga giết từ xa, mục đích tiếp cận và lừa tình của cô ấy. Bằng cách dùng lá bài mang ý nghĩa của tình yêu, anh đã thành công lừa Solita nghĩ rằng số phận dành cho họ. Không thể từ chối sự quyến rũ của Bond, cô ấy đã cho Bond xúc than vào cái lò hư hỏng. Xứng con bướm thì mù con mắt, Solita đã bị mất khả năng tiên tri. Solita chuẩn bị đưa Bond đến cánh đồng Heyoin của Kananga, nơi được bảo vệ bởi những tấm lưới ngụy trang lớn. Kananga đã được cảnh báo về chuyện này, nhưng trong tay Bond là Solita, cánh tay phải đắc lực của Kananga. Đám lính dù có đông, hung hãn và nguy hiểm cỡ nào thì cũng phải ngoan hiền vì không dám làm cô ấy bị thương. Biết Kananga đang buôn lậu heroin, Bond liền đi đến New Orleans vì đồng đội của anh, Hamilton, đã bị giết ở đó. Tuy nhiên, khi đang ở trên taxi, họ bị bắt cóc bởi người lái xe một lần nữa. Tuy nhiên, Bond đã đánh bại người của Kananga và trở về với Felix. Còn Solita đã bị bỏ lại phía sau và rơi vào tay Kananga, một lần nữa rơi vào cạm bẫy của Kananga, trở thành nạn nhân của những cánh cửa. Bond hạ cánh trong một căn phòng, anh được nhìn thấy Tehi, ông lớn và Solita chào đón, khi bản thân đang bị trói chặt vào một chiếc ghế. Sau đó, ông lớn cũng dần bỏ khuôn mặt giả và tiết lộ mình là Kananga. Hắn thừa nhận kế hoạch phân phát heroin miễn phí tại các nhà hàng của mình, điều này sẽ làm tăng số lượng người nghiện. Anh ta đã sản xuất heroin và đang bảo vệ các cánh đồng anh túc bằng cách khai thác nỗi sợ hãi của người dân địa phương Salmoni Quest đối với linh mục tà thuật Bajon Samedi cũng như những điều huyền bí. Bond bị đánh ngất và đưa đến một phòng thí nghiệm được ngụy trang đằng sau bởi một trang trại cá sấu. Anh bị bỏ lại một mình giữa bầy cá sấu dữ tợn, chúng có thể xé xác anh bất cứ lúc nào. Bond cố gắng tìm mọi cách để có thể giữ an toàn và thoát ra ngoài trước khi chúng ngửi thấy mùi những miếng thịt gà ngay dưới chân mình, hy vọng họ có thể vui với màn đốt lửa trại của anh lần này. Sau khi phóng hỏa phòng thí nghiệm ma túy, anh đánh cắp một chiếc thuyền cao tốc và trốn thoát. Sau đó anh bị truy đuổi từ cả hai phía của Kananga và cảnh sát quận. Hầu hết những kẻ truy đuổi đều bị đắm tàu hoặc bị bỏ lại, và một tên đã không sống sót sau cú đánh của Bond. Bond quan sát và phát hiện Solita đang trở thành vật hiến tế. Cô ấy bị trói vào bàn thờ, người phụ nữ trẻ bất lực nhìn người đàn ông trước mặt đang vui vẻ cầm con rắn sắp lấy mạng mình. Bond đã làm gián đoạn buổi lễ, bắn chết vài tên sát thủ, làm náo loạn đám đông bằng những quả bom anh đã cài đặt trước đó, phá hủy một phần khu vực trồng bạch phiến của Kananga. Trong lúc mọi người đang tháo chạy, Bond đã giải cứu thành công Solita. Bond hạ gục hắn và đưa cô gái đi qua một lối đi ngầm mà Bond đã quan sát được trước đó khi tên sát thủ xuất hiện tại buổi lễ. Cuối cùng dẫn họ đến căn cứ dưới lòng đất của Kananga. Với trường điện từ trong đồng hồ của Bond, anh lấy được viên khí nén Kananga đã chơi trước đó. Đây là những vũ khí tối tân mà em đã trang bị cho anh trước khi tham gia vào phi vụ lần này.
Nó đã nhiều lần giúp anh thoát khỏi nguy hiểm và lần này cũng vậy. Bond tấn công tên tay sai bên dưới. Bond buộc Kananga phải nuốt cái viên nén khí thoát hiểm sau khi kéo chốt ra, khiến Kananga căng phồng lên như một quả bóng bay khổng lồ và nhanh chóng bay lên trước khi nổ tung thành nhiều mảnh. Cả hai đang tận hưởng những giây phút yên bình sau một trận chiến kéo dài. Tuy nhiên lúc này họ không biết tên sát thủ tay móc câu lẻn lên tàu. Sau một lúc giằng co, Bond bị hắn ta bóp cổ. Anh vội tìm xung quanh và nhìn thấy một cây kìm cắt. Với tay cố gắng lấy được nó, Bond đã cắt dây của cánh tay giả khiến hắn ta bị mắc kẹt lại. Sau đó, Bond ném hắn ra ngoài cửa sổ. Không biết được rằng mọi chuyện có thể êm đẹp hay chưa, nhưng linh mục tà thuật Bajon Samedi đang cười và ngồi đợi ngay đầu tàu của họ.